Sản phẩm sẽ gồm có sách hướng dẫn nhé, hộp cáp sạc, bao đeo tay, máy. Nó vừa xài pin vừa xài cáp sạc nhưng mà không tặng kèm pin nha. Bây giờ mình sẽ test máy ạ. Ok nhé, máy hoạt động ok, đâu ok, chỉ số ở trên này á thì mình sẽ đọc theo đây, có tờ hướng dẫn đọc chỉ số đo huyết áp, mình sẽ đọc theo thứ tự ở đây. Đọc từ trên xuống dưới nhé.